Chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một loại nhạc cụ tên là Ocarina. Loại này chắc là cũng khá mới mẻ với các bạn ở đây. Một số bạn là cũng sẽ chưa biết loại nhạc cụ Ocarina này sẽ được xuất xứ ở đâu và được làm bằng gì và được chơi như thế nào. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn. Thì đây, trên tay mình là một loại Ocarina 12 lỗ. Loại 6 lỗ thì mình không nói nữa nhá, lần trước mình nói thôi. Thì đây là hai loại, đây là loại âm cao, và đây là loại âm trầm. Và có một loại là âm cực trầm nữa. Thì nhưng mà loại đấy hiện mình không có ở đây. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đây là một loại Ocarina âm trầm. Và Ocarina này thì xuất xứ ở các nước Trung Mỹ hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản là cũng có dùng tới. Và cái chất liệu của nó thì có thể bằng gốm sứ hoặc bằng gỗ, bằng nhựa cũng có. Đấy, trên tay mình là một loại bằng sứ. Loại âm nó bằng sứ thì nó sẽ tốt, khá tốt. Và mình sẽ giới thiệu đây là lỗ thổi và đây là lỗ thoát hơi, và trên đó là có 12 lỗ bấm, ở trên là 10 và dưới này là 2. Loại này thì để cho các bạn nhiều khi nó thổi rất dễ là mình có thể thổi vào là lên tiếng luôn rồi. Như các bạn đã thổi sáo dọc thì các bạn sẽ biết. Thế mình chỉ ngậm bằng thổi lên là lên tiếng luôn. Đây, nó như thế. Và cái âm của nó cũng khá là hay. Ngoài ra thì lúc đầu với ở nó cũng khá là dễ tập, vì thổi cái là lên tiếng luôn. Và thứ hai nữa là nó có 12 lỗ và nó gần như là thứ hai lỗ là từ nốt là đến nốt pha 2. Và nó có thể thổi được gần như tất cả các thang dáng ở trên khoảng đấy. Thế thì mình sẽ cho vào các nốt ở trên đó. Ví dụ như các bạn bịt cả hai lỗ nhỏ nhá, thì là nốt là và thả ra như này, nốt xì, nốt đồ. Nhưng mà các bạn mới tập thì mình có thể tập từ nốt đồ trở đi. Đấy, còn nốt xì nốt là ấy, coi như là bỏ qua đi, chưa khi nào thật tốt đi thì cũng dùng hai nốt đấy. Còn lại đồ này, dê này, mi này, pha này, son này, la, si này, đố này. Đây này, hai nốt cái nữa nhá, dế này, mí, và ngón út là ngón thả cuối cùng, phá. Đấy, mình sẽ thổi âm các nốt cho bạn. Ngoài ra thì nó còn có các nốt thăng dáng. Ngoài các nốt cơ bản này ra thì có khá nhiều nốt thăng dáng. Ví như là thổi nốt si dáng thì mình có thể là đây nốt là này, la nốt la. Đấy, thổi nốt si dáng thì mình có thể là thả nốt ở ngón này ra, nó là ra si dáng. Hoặc là mình bịt ngón nốt lại mình thả nốt này, nó cũng ra si dáng. Và gần như là các nốt đồ này, dê, đồ, dê, mi, mi, pha này, xong mình có thể bịt vào như này, nó lại là thành một nốt khó thăng dáng. Đấy, là mình thả ra như này, thì nó là một nốt dáng đô thăng đấy. Đấy, nói chung là ở trên đấy thì nó mình khi nào mình chơi vào bài thì mình sẽ biết được mình thả như nào. Đấy, và đây cái loại này nó cũng thế, loại này mình sẽ thổi cho bạn biết âm của nó cao thẳm quãng so với lại cây vừa rồi mình cầm. Đấy, nó như thế. Và loại này thì lúc đầu các bạn mới tập ấy thì là sẽ khó là cách cầm thôi, cách cầm vì là nó cầm dùng cả 10 ngón tay, nhưng mà nó được, nhưng mà mình cầm khoảng tầm 2-3 ngày quen rồi thì tức là những bạn nào cũng khuyên là các bạn đã biết cảm âm, tức là thổi cảm âm được sáo trúc rồi thì chơi loại này rất dễ. Còn những bạn nào chưa cảm âm được thì nhiều khi là tập nó cũng hơi vướng một chút, hơi khó một chút, nhưng mà cũng không phải là không tập được. Đấy, thì mình cũng khuyên như thế. Đấy, thì bây giờ mình cũng sẽ thử thổi cho bạn nghe một bài để các bạn biết được về âm của nó như thế nào. Đấy, bài mình xin gửi tặng mọi người bài Anh Yêu Em. Giới thiệu hết phần về Ocarina 12 độ mình. Nếu mà các bạn nào muốn cảm hay là muốn hướng dẫn trực tiếp bài nào thì có thể liên hệ với mình, hoặc là muốn có những sản phẩm Ocarina thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0965 97 695.